Rồi, chào các bạn nha. Thì đầu video thì lúc nào mình cũng sẽ giới thiệu về tỏi Lý Sơn bên mình nha các bạn. Thì hiện tại thì bên mình đang cung cấp tỏi Lý Sơn sỉ và lẻ luôn nha các bạn. Anh em nào có nhu cầu sỉ thì có thể liên hệ mình. Đó. Thì hiện tại thì tỏi Lý Sơn bên mình là đóng một bọc như thế này, là 1 kg, đúng 1 kg luôn nha các bạn. Nó tỏi thì là tỏi loại 1. Thì nói chung là tỏi Lý Sơn thì nó không có to, nhiều anh em mua về kêu tỏi sao nhỏ vậy, nhưng mà thật sự không phải như vậy nha các bạn. Đó. Củ tỏi nó chỉ to hơn cái ngón tay cái mình một chút, đó là cái là tiêu chuẩn của nó. Đó là loại 1 là nó tầm như vậy thôi, chứ không phải là nó to như những cái củ tỏi Trung Quốc chúng ta hay mua ngoài chợ đâu, hay là những cái tỏi dùng miền khác thì mình không biết, nhưng mà tỏi Lý Sơn thì nó nhỏ nhỏ như vậy thôi. Nhưng mà cái làm nên thương hiệu của nó chính là cái mùi vị nha các bạn. Khi các bạn ăn cái này vô á, chúng ta giả một chén mắm hay là làm bất cứ một cái gì về tỏi nè, sẽ nghe cái mùi rất là thơm. Ví dụ như anh em chiên rau muống thử đi, anh em chiên rau muống hoặc là anh em xào bất cứ một cái món gì á, thì nó sẽ ra cái mùi rất là đặc trưng các bạn, nó thơm, rất là thơm. Tạm dừng. Thì khi mà chúng ta mua một bọc như này thì giá của nó là 115.000 nha các bạn. Giá này thì chưa bao gồm phí vận chuyển, và chúng ta cần mua vận chuyển thì chúng ta phải mua 5 bọc, mình sẽ bao ship cho các bạn. Tạm dừng. Đó, giá sản phẩm này các bạn thì 115.000 là 1 kg nha, một bọc như là 115.000, và chúng ta mua 5 kg thì mình sẽ được mình bao ship. Thì nói chung là cái sản phẩm này á, anh em lên mạng tìm hiểu về cái giá trị của tỏi Lý Sơn, chúng ta có thể làm quà tặng rất là giá trị nha các bạn. Đó, nó vừa giá trị, nó vừa lịch sự, mà nó lại mang ý nghĩa nữa các bạn. Cái này thì có nhiều anh em bảo trong cái mùa Covid này á, chúng ta ăn cái này nó tăng cái sức đề kháng các bạn. Cái tại vì cái vị tỏi này nó có thể diệt được phần nào cái virus đó nha. Anh em xài cái này thì đảm bảo rồi. Anh em rồi, cảm ơn anh em. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Rồi, xin chào các bạn quay lại với kênh Máy Móc Cầm Tay của mình nha. Hôm nay thì bên shop mình về một cái sản phẩm cực kỳ mới luôn các bạn. Cực kỳ mới bên shop mình, trước giờ mình rất là ít bán sản phẩm này, hầu như là chưa bán luôn các bạn. Thì đây trước mặt các bạn đó là một cái nồi cơm điện dung tích 1 lít nha các bạn, của hãng Senco. Thì cái hàng này á, là hàng mới 100% chưa có xài. Hiện bên shop mình đang có đúng 3 cái thôi nha các bạn. Hàng này hàng siêu hiếm luôn đó. Về mà về theo kiểu hàng mới như thế này á, thì rất là hiếm các bạn. Hàng cũ mình không biết nha, hàng cái hàng mà ba hàng bãi, hàng cũ, hàng ngoài thùng đồ mình không biết. Nhưng mà đối với những cái hàng mà còn nguyên thùng, nguyên kiện như thế này thì rất là hiếm. Thì trước khi vào video này, mua sản phẩm này, anh em vui lòng nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ video này giúp mình với, để có nhiều anh em biết tới sản phẩm này. Rồi thì mua hàng thì cứ gọi cho mình theo số điện thoại trong tiêu đề video, đó là 0378539922. Mình là Hiền Nguyễn nha các bạn. Địa chỉ cửa hàng của mình tại 40 Nguyễn Nghiêm. Thì sản phẩm này gọi là sản phẩm nồi cơm tách đường. Anh em biết là những cái nồi cơm bình thường thì mình không nói rồi nha. Những nồi cơm bán 1 triệu mấy, 2 triệu hay là vài trăm ngàn gì đó trên thị trường thì mình không có nó khác với nồi cơm này. Nồi cơm này cũng là chức năng nấu ăn, nấu cơm. Tuy nhiên là nó có chức năng hay đó là nó tách đường dành cho những người mà thuộc dạng thừa cân này, béo phì hay là tiểu đường, rồi những người ăn kiêng đó các bạn. Thì cái nồi cơm này là như nó làm như vậy. Thì dung tích cái này là 1 lít. 1 lít thì nó cũng tương đối là lớn các bạn, 4-5 người ăn là được nha. Nếu chúng ta ăn người và vài chén bình thường thì có thể mua cái nồi này về thì nấu cho cả nhà ăn luôn bạn. Thì người bình thường vẫn ăn ngon nha bạn, vẫn ăn bình thường, không cần ấy thì người ta vẫn ăn cái này để gọi là cái chế độ ăn nó tốt sức khỏe, chế độ ăn healthy đó các bạn. Người ta thường vẫn dùng cái này. Thì ở đây thì bây giờ mình sẽ view kỹ càng cho anh em coi về cái sản phẩm này, cũng như là hộp nó đóng gói như thế nào và cái bên trong nó như thế nào. Mời các bạn đi vào nội dung cái chi tiết video hôm nay luôn. Đó, đầu tiên là về cái hộp các bạn. Hộp thì nó khoảng 45 vuông các bạn, 45 vuông. Đó, thì sản phẩm này là mình báo giá luôn các bạn, giá 6 triệu nha, 6 triệu. 6 triệu thì anh em nhiều anh em nhìn vào thấy wow, sao giá thì cao như vậy, nhưng mà không có cao đâu nha các bạn. Chứ mình sẽ cho anh em coi vì sao mình nói nó không có cao. Đây, thì hàng này á là hàng nội địa Nhật nha các bạn, toàn là chữ Nhật không thôi. Đây, sử dụng bên đó thì nói chung là họ nghiên cứu ra cái này thì mình thấy khá là hay. Đó. Này thì chắc là nghĩ là khoảng tách cái gì đây, anh em nào mới rành tiếng Nhật á thì có thể search lại cái này để coi thứ nó như thế nào nha.
để biết hơn về nó nha bạn. Đây mình bán thì nó về như thế này thì mình bán như thế này thôi, chứ mình thực sự là cũng cách xài mình cũng không có biết cách xài cái này. Cái này thì anh em có thể về nghiên cứu thêm, trong này nó có sách hướng dẫn luôn các bạn. Thì ở đây thì đầu tiên thì trong cái hộp nó thì nó vẫn còn xốp này các bạn, xốp ngăn này chống sóc là ok hết nha. Đó. Đây thì đây là cái đồ côn chúng ta. Con này thì đầu tiên nó ghi này là công suất là 800W nha các bạn. Công suất là 800W. Con này thì công suất tương đối lớn tại vì nồi cơm. Thì trong thùng này mới, hẳn như là hàng mới 100% chưa có xài luôn các bạn. Chúng ta mở ra. Bên trong này thì cái cuốn sách hướng dẫn nó đâu mất rồi các bạn. Để mình coi lại trong này còn cái gì không. Và không còn gì hết. Thì ở đây thì nhân vật chính của chúng ta là cái nồi cơm các bạn. Thì nồi cơm này rất là to luôn các bạn ơi. Đó, nó to hơn so với những cái nồi mà chúng ta hay gặp ở trên thị trường nha. Đó. Chúng ta hay gặp bình thường cái nồi cơm nó tầm này thôi này, còn cái nồi cơm này rất là to, nó cao các bạn, cao là 35 phân luôn các bạn. Đấy, nó cao tới khoảng 35 phân. Cái mặt này thì nó cũng ná ná như những cái nồi cơm 1 lít, 1 lít rưỡi ở ngoài thị trường hay là những cơm đang anh em đang xài ở nhà. Nhưng mà cái chiều cao này các bạn, mình không biết làm sao mà nó cao như vậy luôn. Đó. Tạm dừng cho anh. Đấy các bạn, thì tổng thể cái máy cơm á là như vậy. Mình nó sở dĩ mà nó cao lên đó các bạn là do dưới này nè, mình mới thấy là nó có một cái ngăn nước. Cái ngăn nước này mục đích á là để chứa các bạn, chứa cái phần mà nó lọc ra đấy. Đấy. Thì đây các bạn coi này, nó rất là hay luôn. Xíu nữa mình mở bên trong các bạn coi nó hay lắm. Ở đây thì nó có một cái trên nắp, nó có một cái miếng này mình nghĩ là để chứa nước thừa các bạn. Chứa nước thừa này. Thì anh em nấu xong thì bưng này đổ đi nha. Đổ này ra. Đó, chứa nước thừa khi nấu cơm. Rồi, để trên cái mặt đồng hồ nó này các bạn. Cái này á, thiệt sự nghe mình nói luôn là mình không có rành về cái này đâu các bạn. Nhưng mà hàng này á, anh em có thể về search trên Google á. Đây để mình cho anh em coi cái giá mất hồn luôn. Đây bạn coi, để anh em chờ lâu. Đó, anh em coi này. Đó, anh em coi này, nồi cơm tách đường Nhật Bản là cái con của mình luôn đó các bạn. Đây, anh em coi này. Đó. Đó, là con của mình luôn nha các bạn. Đấy, y xì con mình luôn. 17.656.000 này các bạn. Đấy. Thì vì sao mình nói giá mình cao nhưng mà không đắt là vậy. Thì giá là giá cũng tương đối cao đối với một cái nồi cơm, nhưng mà nó là nồi cơm tách đường. Anh em coi này. Đó, 17 triệu đấy các bạn. Nhưng giá này thì bảo hiểm bảo đồ nữa, về tới nhà anh em nói vứt 18 triệu nha. Đó, cái giá này không nói gian. Thì anh em muốn không biết là trong này đây là một cái shop ở Hà Nội. Đây. Đó, cái đây là một số cái công dụng nữa các bạn, loại bỏ tinh bột xấu trong gạo này. Loại bỏ đường trong quá trình nấu cơm này, giúp hạ huyết áp cho người tiểu đường này các bạn. Rồi phòng ngừa các bệnh về tiểu đường, béo phì, tim mạch do tinh bột xấu trong gạo này. Đó, 5 điểm khác biệt các bạn. Các bạn có thể về search trong cái phần mình ấy này bạn. Anh em cứ lên Google search nha. Phải search đúng cái này nha các bạn. Đường Sanco này. Nồi cơm tách đường Nhật Bản Sanco này các bạn. Phải search đúng cái này nha, chứ đừng có search cái khác. Nhiều khi nó lại không đúng. Đấy. Đó, thì đây là cái giá mà bên cái cửa hàng của họ bán. Đó. Còn bên mình chỉ bán có 6 triệu bạc thôi các bạn, rẻ hơn 10 triệu. Đấy. Thì được một cái sản phẩm như thế này. Thì cái này á, nó thì các bạn là lúc chúng ta cần á, chưa chắc chúng ta đã mua được các bạn. Tại vì bên đợt này mình có đúng ba cái thôi, bán xong ba cái này thì chắc không còn nữa. Đây thì ở đây nó có sách hướng dẫn này các bạn. Đấy. 1 2 3 4 bước gì đây này. Đó. Anh em coi. Thấy không? Hướng dẫn này thì mình sẽ để yên trong này luôn, mình không có đụng chạm gì tới cái này hết. Để cho anh em về có cái mà coi. Có cái mà cách dùng nha. Chứ về mà không đừng có hỏi mình dùng như thế nào, em hay là anh ơi dùng như thế nào là không biết đâu nha các bạn. Đây, ở đây nó có một cái chổi để chúng ta vệ sinh này, một cái vá và một cái cốc đông nước. Cái này quen tay là làm thôi chứ không cần cốc không gì cả. Đó, đây là cái nồi của chúng ta. Cái gọi là thiết kế cực kỳ hay luôn, cực kỳ sáng tạo luôn các bạn. Người Nhật rất là tài giỏi luôn các bạn. Đây,
Đó. Thì cái này á, mình thấy trên hướng dẫn nó có nói là trong này chúng ta vo gạo trong này các bạn, vo gạo trong này, rồi nước là đổ trong này này các bạn. Đó. Rồi sau khi vo gạo chúng ta để vô đây, xếp này lại, đó, thì chúng ta đậy nắp lại. Trên đây là nút này, một số cái tính năng nút gì đây các bạn, cảm ứng nha các bạn. Đó. Lúc này là nút cảm ứng này, đó, bấm là cảm ứng nha, không có cái tiền tượng chích chích chua. Đó. Rồi mở nắp là chúng ta ấn nút này nè các bạn, thiết kế rất là tinh tế luôn và đẹp đó. Cái nắp này cũng hay nữa là nhiều cái nồi cơm điện mình thấy bây giờ bấm phát là cái tưng, nhưng mà cái nắp này anh em coi nó mở từ từ nè, rất là êm. Rồi thì đó là cái phần này, còn cái phần này các bạn, cái này nó thiết kế cho chúng ta là các cái lỗ này, trong này nó có bi nha các bạn, van một chiều đó. Viên bi để nó mục đích là nó ngăn cái lỗ lại này, nó ngăn cái nước lại này, khi mà nó nấu xong á thì cái phần dư á nó sẽ tách ra và nó sẽ đưa trực tiếp xuống cái máng này đấy, cái phần mà dư nó sẽ đưa ra này, đây là cái phần mà nước á các bạn, đưa ra cái này đó. Thì chúng ta đem chúng ta này chúng ta đổ đi, rồi còn cái phần này thì chúng ta sẽ được cái cơm như thế này. Khi mà nấu xong chúng ta xách này lên các bạn, cái này thì mình nghĩ là nấu khoảng 2 lon gạo nha, tầm 2 lon là được, 2 lon đến 2 lon rưỡi thôi, chứ mình không biết là nó, mình thấy tầm này nó cũng 1 lít, hơn 1 lít chút. Đây là cái nước của chúng ta đấy. Thì nồi thì nói chung là chưa có động đậy các bạn, chưa cắm điện luôn nha các bạn, chưa một lần cắm điện. Hàng thì nó là hàng mới mà, mình sẽ bỏ vô trong lại cho anh em nào mua về á thì xài thôi. Mình thấy sản phẩm này quá hay luôn nha các bạn. Thì hiện tại bên mình đang có 3 con dành cho ba khách đầu tiên. Thì cũng rất mong anh em sẽ đón nhận sản phẩm này. Đây là cái cọng dây nguồn đó các bạn. Con này thì công suất nó 800W là các bạn, dây nguồn rất là to. Và anh em lưu ý điện nha. Tất cả những sản phẩm này á, là điện 100V hết nha các bạn. Về phải cắm đúng điện giúp mình nha. Cắm lộn điện là coi như là phải đi sửa. Sửa mắc zin thì hết, không ngon nữa. Rồi ok. Và đó là tất cả nội dung của cái nồi cơm điện của mình ngày hôm nay. Thì mình đã nhắc luôn lại là giá của sản phẩm này là 6 triệu nha các bạn. Giá 6 triệu đã bao luôn cái vận chuyển. Và giá 6 triệu là rẻ hơn so với sản phẩm trên các thương mại điện tử là 10 triệu nha. Đó, 6 triệu bên shop mình. Cảm ơn em theo dõi video. Chào các bạn.